bạn, hôm nay Kiệt sẽ hướng dẫn các bạn tải app ôn thi đại học, app hoàn toàn miễn phí, các bạn cùng theo dõi nhé. Trước tiên, mình giới thiệu tổng quan về các app luyện thi đại học. Sau đó, mình sẽ hướng dẫn tải app về điện thoại di động nhé. App đầu tiên là luyện thi đại học môn toán. Trong app có rất nhiều đề thi đại học môn toán các khối A, B, D. Đây phần đầu tiên là đề thi đại học cao đẳng tốt nghiệp, đề thi thử 2016 chọn lọc, đề thi thử 2017 chọn lọc, đề thi thử 2018 chọn lọc, đề thi thử 2019 chọn lọc, đề tham khảo và phần lý thuyết sưu tầm bài tập theo chủ đề. Mình nhấn vào phần lý thuyết sưu tầm. Đây có rất nhiều lý thuyết tính đơn điệu cực trị. Mình nhấn vào tính đơn điệu xem thử. Tính đơn điệu chuyên đề 1. Các bạn kéo vào phía bên tay trái sẽ thấy hiển thị hết nhé. Và có những câu hỏi để kiểm tra lý thuyết của các bạn luôn. Trượt ngang qua. Và cuối cùng là phần đáp án. Đáp án hướng dẫn. Mình nhấn vào phần đề thi đại học cao đẳng tốt nghiệp. Trong đây có rất là nhiều đề tham khảo và có nhiều mã đề. Các bạn nhấn vào từng mã đề để xem và vào phần cuối cùng để xem lời giải của mã đề nhé. Trong đây có lời giải từng mã đề. Giờ mình thoát ra vào trang chủ và mình vào phần giới thiệu cái app này. Đây là app ứng dụng đề thi thi thử đại học cao đẳng tốt nghiệp môn toán, là một ứng dụng nhằm giúp các bạn học sinh, mà đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 thuận tiện hơn trong việc ôn thi thi thử đại học cao đẳng tốt nghiệp. Phần đề thi này có bao gồm khối A, B, D nhé các bạn. Các bạn một lát nữa mình sẽ hướng dẫn tải app về, các bạn sẽ vào trong đây để xem từng phần. Và tiếp theo là mình sẽ giới thiệu bạn cái app thứ hai là ôn thi đại học các môn, tất cả các môn luôn nhé. Đây là phần chính gồm môn toán học, vật lý, hóa học, lý lịch, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, ngữ văn. Mình bây giờ mình vào thử môn hóa học nhé. Hồi nãy xem toán rồi, giờ mình vào khoa hóa. Gồm lý thuyết, luyện tập tổng hợp, thi thử, thách đấu, đề thi. Các bạn cần xem gì thì nhấn vào từng phần. Như mình nhấn vào thử đề thi. Đã một tí xem quảng cáo. Rồi mình thoát cái quảng cáo này đi. Đề thi chuẩn hóa trung học phổ thông 2020 đề 1. Năm 2020. À, đây có năm 2019 nữa nè các bạn. Đây là 2019 là năm gì rồi. Ở trường trung học phổ thông Chi Bắc Ninh, trung tâm luyện thi đăng khoa đề 20/2019 luôn. Trong đây vừa có đề thi vừa có bài giải luôn nhé các bạn. 2018. Mình vào 2020 đi để xem đề. Đây là 2020 là đề thi thử nha các bạn. Đây. Đề này có tổng cộng 80 câu. Ở phần đề này các bạn làm bài và nộp luôn. Và sau đó sẽ có được lời giải. Các bạn sẽ biết được các bạn làm đúng hay sai. Phía bên phải. Phía bên phải có số 1, số 2, số 3, số 4. Là câu tương trình từng câu bên đây. Như câu 1 gồm bao gồm chọn là câu 1 gồm B, C, D. Các bạn nhấn vào chọn một trong những câu đó các bạn cho rằng đúng. Câu 1 mình chọn là A. Câu 2 chọn là B. Câu 3 chọn là A. Mình thì nhấn vậy thôi, nhưng các bạn phải đọc kỹ trước khi nhấn nhé. Đừng có nhấn giống như mình.
mình nhấn ví dụ làm các câu. Và làm hết các câu này chắc cũng mất thời gian dữ lắm đó nha. Nhưng phải có kiên nhẫn, ôn thi mà. Mình làm thử tất cả các câu xem. Mình chọn đại thử nha. Các bạn thì phải xem đề trước khi làm. Đừng có chọn đại giống mình. Chọn đại giống mình là sai. Ốc điểm hết đấy. Zero. Giờ chọn đại cái này chứ. Được không điểm nhiều ạ. Giờ nhấn vào nộp bài. Phía trên cùng có chữ nộp bài. Bạn có muốn kết thúc bài thi trong thời gian 0:48:17 tiếp tục, đồng ý luôn. Đợi một tí, đang quảng cáo, các bạn xóa dấu ít trên cùng phía bên tay phải nhé. Wow, đậm đại cũng được 2 điểm. Tổng số câu đúng của mình là 40, số câu đúng là 8, số câu sai là 32. Trong thời gian 1:55. Chà, bây giờ mình xem lại kết quả nào. Nhấn vào xem lại kết quả. Đây, có giới thiệu nè. Dấu chấm màu xanh á là đáp án đúng của câu hỏi. Dấu chấm đỏ, đây là đáp án bạn đã chọn mà không chính xác. Dấu vàng là đáp án bạn đã bỏ trống và cũng là đáp án đúng của câu hỏi này. Rồi, nhấn vào tôi đã hiểu. Câu C là mình chọn đúng nè. Câu sai, mình chọn câu E. Wow, sao nhiều quá. Cỡ qua đi. Làm bài mà sai nhiều thì rất là ngại. Như là làm thử cho các bạn xem nhé. Rồi mình thoát ra. Mình không muốn làm nữa. Có 2 điểm mà làm hoài. Thoát ra nào. Mỗi lần thoát là các bạn chịu khó thoát quảng cáo nha. Nhấn vô ít nào. Rồi không nói nhiều nữa. Bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn các bạn tải app về điện thoại di động nhé. Các bạn vào màn hình chính của điện thoại di động các bạn, tìm chữ CH Play, nhấn vào. Các bạn nhấn ở phía trên và nhấn chữ đề thi thử đại học môn toán. Các bạn nhấn vào điền chữ đề thi thử đại học môn toán nhé. Rồi sau đó các bạn nhấn vào ô tìm kiếm. Và app đầu tiên á, mà mình đã hướng dẫn các bạn á, là app có cái hình nửa xanh nửa đỏ là ghi là đề thi thử đại học tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán. Các bạn nhấn vào và các bạn nhấn vào cài đặt. Cái này mình đã cài đặt vào điện thoại di động rồi. Các bạn sau khi cài đặt về, các bạn nhấn vào ô mở này hoặc là nhấn thoát ra vào màn hình chính để nhấn vào phần hình để vào cái phần thi đại học á, ở gần môn toán. Rồi các bạn thoát ra, mình sẽ hướng dẫn tải app thứ hai, cũng vào CH Play nhé các bạn. Các bạn thoát này ra đi, rồi nhấn ở trên tìm kiếm phía trên, cũng là nhấn đề thi thử đại học môn toán tìm kiếm. Các bạn nhấn vào ôn thi đại học online apply miễn phí. Các bạn sau khi tải về, các bạn nhấn mở hoặc vào màn hình chính. Bây giờ app này mình mở ra nhé. Ở đây có ghi phần đăng ký gói ủng hộ. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng của nhóm mình. Nếu bạn có thể, hãy ủng hộ nhóm mình để có thể duy trì và phát triển ứng dụng tốt hơn. Đối với app thứ hai á, thì các bạn đăng ký ủng hộ 100.000. Còn nếu các bạn thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví Momo sẽ được giảm được 15% của 100.000 đó. Đối với app thứ hai thì có phí ủng hộ nhé. Còn app đầu thì không có cần phí gì hết nha các bạn. Nhưng tuy nhiên mình thấy nếu không đóng phí thì cũng được. Mình thấy mình vô cũng học bình thường mà. Như đề thi nè.
Có điều với câu quảng cáo nhấn ít ở trên cùng. Hồi nãy mình mới mở xem cho bạn có xem thử rồi. Bây giờ mình vào đề thi môn hóa. Dạo này YouTube quảng cáo 2019 nè. Cái đề 5 giờ rồi á. Của phổ thông trung học chuyên Bắc Ninh lần 1. Nhấn vào đề. Đó, sẽ hiện ra. Và các bạn sẽ làm bài tập và nhấn vào nộp bài. Mình không dám làm ở đâu làm nữa, chắc đừng hồi được ốc điểm quá. Ốc điểm kỳ lắm. Ốc điểm là không điểm đó các bạn. Đi học các bạn thường nói là ốc điểm, không điểm, zero điểm. Đại khái chung một số là số 0 thôi. Rồi thoát ra. Thông báo bạn có muốn hủy bài thi này có, giờ không muốn làm đâu. Nó không có quảng cáo đâu. Quảng cáo thật là mệt. Rồi thoát ra nữa nè. Mình vào phần lý thuyết đi. Lý thuyết từng dạng. Có rất nhiều dạng. Wow, nhiều quá. Nó dạng 22 lần. Phân biệt các chất hữu cơ nữa. Mình nhấn vào dạng cuối cùng đi. Phân biệt các chất hữu cơ. Lý thuyết tham khảo. Đang đợi nó tải về. Sẽ do lỗi. Đây bị lỗi rồi. Các bạn chịu khó chọn kháng nhãn nguyên tử xem nào. Khỏi tải về máy nữa. Máy mình dung lượng hơi yếu thôi. Khỏi tải đi. Các bạn vào CH Play để tải phần mềm về để học nhé. Vào CH Play. Mình giới thiệu sơ qua vậy thôi. Chúc các bạn có kỳ thi đại học tốt. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn nhé.